Hi guys, welcome to loiyayhay.com. Our lesson today is Project Unit 2, My House. Cô xin chào các em, chào mừng các em đến với loiyayhay.com. Và bài học hôm nay của chúng ta đó là phần Project, bài số 2, Nhà của tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với Activity 1, Which one would you like to live in? Why? Yêu cầu của hoạt động số 1 là nói về em muốn sống trong ngôi nhà nào và tại sao. Thì bên đây là những ngôi nhà strange houses, là những ngôi nhà kỳ lạ. There are some strange houses around the world. Đây là một vài cái ngôi nhà lạ ở trên thế giới, thì các em hãy quan sát. Và chúng ta có 3 ngôi nhà thì các em hãy suy nghĩ coi là mình muốn ở trong ngôi nhà nào. Và đối với bài tập này thì cô sẽ làm như sau. I would like to live in house C. Task 1. I would like to live in houses because it had a shape of a drop of water. Has a shape of a drop of water. Drop of water là giọt nước. And it's on a large meadow. Here you can enjoy cool and fresh air. Cool and fresh air. Play many kinds of outdoor games. Play many kinds of outdoor games with my family and friends or have picnic. Family and friends or have picnic. Nội dung của bài này như sau. Tôi muốn sống trong ngôi nhà C bởi vì nó có hình dạng của một giọt nước và nó nằm trên một đồng cỏ lớn. Ở đây thì tôi có thể tận hưởng không khí mát mẻ và trong lành, chơi rất là nhiều loại trò chơi ngoài trời với gia đình và bạn bè, hoặc là đi dã ngoại. Thì đó là nội dung của hoạt động đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ đến với Activity 2. Now working groups. Bây giờ hãy làm việc theo nhóm. Draw your own strange house. Vẽ một cái ngôi nhà lạ mà bạn sở hữu. Decorate it là trang trí nó. Tell the class about your house. Và nói với cả lớp về cái ngôi nhà của bạn. Thì sau đây cô đã vẽ một ngôi nhà. Các em có thể tham khảo thì đây là một cái ngôi nhà kỳ lạ. Và đối với bài này thì cô sẽ trình bày như sau. This is the picture of my strange house. It's had a shape of a cupcake. Because I like school very much. I like
Sweat. Very much. Is colorful with brown. Green. Orange. Pink. And white. Throughout the house, there are many candy trees. There are many candy trees. I really want to live in this house. In this house. Và nội dung của bài này như sau. Đây là hình ảnh một ngôi nhà kỳ lạ của mình. Thì nó có hình dạng của một chiếc bánh cupcake, vì mình rất là thích đồ ngọt. Và nó có nhiều màu sắc với những màu như nâu, xanh, cam, hồng và trắng. Và xung quanh nhà thì có rất là nhiều cây kẹo. Và mình thật sự là rất muốn sống trong ngôi nhà này. Đó là nội dung của hoạt động thứ hai. Thì sau đây, chúng ta đã hoàn thành xong toàn bộ hai hoạt động trong phần project. Và bây giờ thì cô sẽ đến với phần tổng kết. Cô sẽ tổng kết lại toàn bộ nội dung mà các em có thể học sau khi kết thúc bài số 2 này. Now you can, và sau khi bây giờ thì bạn có thể use the words for types of house, room and furniture. Sử dụng những cái từ ngữ cho loại nhà, phòng và nội thất. Các em xem mình đã sử dụng được bao nhiêu, mức độ bao nhiêu. Pronounce the sounds and z at the end of the words correctly. Có thể phát âm cái âm s và z ở cuối những từ ngữ một cách chính xác. Use possessive case to describe possession. Sử dụng tính từ sở hữu để miêu tả sự chiếm hữu. Use preposition of place to describe where people or things are. Sử dụng giới từ về nơi chốn để có thể miêu tả được một người hoặc là những đồ vật đang ở đâu. Give suggestion, đưa ra lời đề nghị. Read about room and furniture, đọc những ngôi phòng và nội thất. Describe houses, rooms and furniture, mô tả một ngôi nhà, phòng và nội thất. Listen about someone's house, nghe về một ngôi nhà của ai đó. Write an email to a friend describing my house. Viết một lá thư điện tử cho người bạn để miêu tả về cái ngôi nhà của mình. Thì đó là toàn bộ nội dung trong bài học này. Thanks a lot for your watching and have a nice day. Cảm ơn các em đã theo dõi và chúc các em có một ngày học tập thật hiệu quả với lời dạy hay. Còn bây giờ cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài giảng tiếp theo.